Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Con ơi, ngọt ngào dễ thương, hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ, có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê. Và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi, sáng. Mặt con cũng sáng, cũng đẹp,
Cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng, nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu. Cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa, thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á, thì con xử lý cái một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò. Nghĩa là mình ghé rồi không có ghé nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu. Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời trèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghé liền đúng không? Cho nếu mình trèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Yeah. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng, cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương, cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đi nào. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất sắc. Cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhân? Chúng ta vừa chứng kiến 4 phần thi của 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò.
Thưa quý vị, một tiếp một thật là dễ thương, đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đây, bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình Thử Tài Siêu Nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn cô. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Mau y lệnh cùng thỉnh Long Nhan, nói rằng có lệnh mẫu hoàng, mau ngự đến danh kiều quốc cầu. Hai nước không mà chiến tranh trận địa hoặc chi
gì mau phân bài tâm đi. À! Bầu ơi, sao vậy? Sao mà tự nhiên đang hát rồi tự nhiên ngừng ngang vậy trời? Đang coi hay mà. Thông cảm. Hôm nay đoàn có công chuyện gấp và phải ngừng liền. Rồi, giải quyết công chuyện xong rồi rồi nay mai tôi lên. Hát tiếp đi. Hát tiếp đi. Bà con thông cảm. Hát tiếp đi. Dạ, thấy chưa? Hát tiếp kìa. Bây giờ đoàn em có chuyện gấp giải quyết vô lắm. Thông cảm giùm em đi nghe. Rồi, có gì nay mai tụi em lên đèn hát phục vụ bà con mình. Bầu đế cái đừng manh động, đừng manh động. Ông bầu dạ. Sao vậy, có gì không? Má không có chuyện gì, để con giải quyết ngoài này. Má vô chồng má nghỉ nha. Vô. Má con ừ đem vô. Thông cảm bây giờ vậy đi ha, để đoàn em giải quyết công chuyện quan trọng xong rồi cái lên đèn hát phục vụ bà con cô bác mình lại. Bây giờ mời bà con cô bác mình đi giao phòng vé, tụi tôi hoàn tiền vé lại nghe. Rồi hứa nghe. Dạ. Ừ. Dạ yên tâm. Dạ yên tâm. Ủa ông ơi, gì sao con tự nhiên đang hát ông kêu dừng lại vậy ông? Nhân à. Dạ. Chuyện quan trọng lắm. Con bình tĩnh nghe ông nói nghe. Dạ. Ba của con á. Ba con tới thăm con nữa không? Chết rồi. Ông bị ung thư gan thời kỳ cuối. Sau khi chôn cất ông xong, người nhà đã đi tìm con theo di nguyện của ông. Đây là lá thư mà ba con nhờ dì gửi cho con. Nhân con, ngày ba tiệp đến gặp con là ba biết mình không còn sống được bao lâu nữa với căn bệnh ung thư này. Chỉ muốn dành thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ba ở bên cạnh con, chăm sóc cho con, để bù đắp lại những lỗi lầm mà ba đã tạo ra. Nhưng khi gặp con, ba mới hiểu ra là ba không thể nào đòi hỏi ở con bất cứ điều gì ngoài việc ủng hộ con theo niềm đam mê của mình. Đây là số tiền mà ba đã dành dùm, nay ba nhờ dì trao lại cho con. Con cất để mà phòng thân, và hãy sống sao cho nên người, giữ tâm ngay thẳng và đạo đức. Ba mẹ sẽ luôn phù hộ cho con trai của ba. Ba yêu con. Ba!
con xin hứa không hề dối gian. Nghèo thì cho sanh rách sao cho thương, những lời của bà khuyên rằng con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu quý vị. Chúng ta vừa đến với tiết mục của bé Trọng Nhân. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Huỳnh Bá Thanh, Chí Thiện, Vũ Đoàn Chuông Gió và đặc biệt với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Bạch Mai. Con ơi, ông trời sanh con ra để đi diễn á, con như là một cái anh kép hát thực thụ. Con từ động cuối không có câu gì hết trơn, không có thấy một cái đứa bé mà Trọng Nhân đi thi đâu. Cô nghĩ là nếu như ông trời ông sắp xếp ra cho một cái nghề nghiệp á thì chắc là cho con cái nghề đi hát, mà còn hát kép nữa cơ, hát chánh á. Chứ không phải là hát cái máy dài kia, ra sang trọng hát hay lắm, cắt tới khúc mà con ôm cái ra đến đây rồi con đọc hết lá thơ đó xong rồi cảm xúc này đó hết là ta khóc ngay. Mấy cô chú hình như rất là phấn khích cái đoạn đầu tiên khi mà con diễn gia Tôn Quyền rồi đúng không? Với khi lại mà kêu ngưng một cái là mấy cô chú cảm không thấy chịu, rất là tiếc. Bởi vì đang đã quá. Hay quá. Hát cỡ với cô Việt Hương hay chú Lê thôi là đã thấy con nặng rồi. Bởi vì con mà hát với cỡ này, mà hát với cái bà trời ơi chúa đảo, bà Bạch Mai, trời ơi, tôi hát mà tôi sợ bả nữa. Mà cái thần thái của bả nữa, tôi ra thấy tôi xỉu rồi. Mà con không có bị lắc lư gì hết trơn trời. Ngang tài, ngang sức luôn, con làm đã lắm. Đi gói qua là cô nói rồi, nó qua được ngải bả rồi. Sanh ra đi hát kép. Đúng như cô Việt Hương nói, tổ nghiệp đã cho con một viên ngọc quý của bộ môn nghệ thuật cải lương này. Con ca rất là sáng, rất là chuẩn một anh kép. Cái giọng con rất là bén, rất là sáng. Rồi cộng thêm con diễn nữa. Con đã diễn được hai thể loại, xã hội và hồ quảng nữa. Cái đó là cái điều mà để ý vô trong đó mới thấy. Cũng như cái cương trượng của bà mẹ rớt xuống, con chụp hai tay con cầm lên thì tích tắc chút xíu là khi nhìn thấy bức ảnh của ba rồi, quỳ xuống, đưa hai tay cầm cái bức ảnh của ba lên ôm vào lòng. Một cái sự trân trọng, một cái tình phụ tử thiêng liêng. Mặc dù là cha không có nuôi mình nhưng mà ơn trên trời đã ban cho chúng ta có một người cha. Dạ, mời ý kiến của giám khảo Quang Lê. Nói chung lại nãy giờ là lời hay ý đẹp ai cũng nói rồi. Nhưng mà còn Quang Lê thì nói cái riêng kỷ niệm mình thôi. Là hồi lúc mà nhỏ bên Mỹ đó, lúc là năm 1991 thì ở bên đó buồn lắm. Hồi đó đâu có nhiều nhạc Việt Nam đâu. Thì coi cải lương nhiều lắm và coi mấy cái tuồng hồ quảng đó của Bạch Mai. Hôm nay gặp lại cái người mà gọi là đối với Quang Lê là thần tượng trong cái ngành hồ quảng. Quang Lê coi nhiều lắm, xem nhiều lắm và mỗi lần mà gặp cái thần thái của cô là say mê lắm. Nhân ơi, cô thấy mỗi ngày con rất là phát triển trong cái con đường của con đi, nhất là cái bộ môn hồ quảng này, bởi vì cô thấy những cái động tác của con á điêu luyện hơn khi mà con đi xuyến, con đi bằng đầu gối và nhất là những cái động tác của con vũ đạo như con xoay cái cây vân vân thì cô thấy nó rất là thuần thục và cực kỳ bái phục những nghệ sĩ mà diễn cái bộ môn nghệ thuật này, bởi vì đây là cái môn mà nó tốn nhiều sức lắm. Ví dụ như khi bà mẹ đi, như mình đời thường thì mình sẽ nói mẹ kêu mình vô ngồi, rồi ngồi đi con, rồi đứa con sẽ nói là dạ cảm ơn mẹ, dạ mẹ, rồi còn cô, mẹ sẽ nói là ừ à, thôi cho mẹ hỏi cái này đúng không, còn ở đây là cảm ơn mẹ. Thêm một cái nữa không, bà mẹ già ơi là già, đeo một tấn hột xoàn ở trên đầu rồi chưa hết nữa, mất bộ đồ nữa. Rồi bộ đồ rồi chưa kể nữa. Thay vì như mẹ em thì nói nghe là tới mẹ biểu coi, tới mẹ hỏi này, con này. Cho mẹ hỏi. Trọng Nhân. Dạ sao cô Hương? Cho con ngồi đi. Cảm ơn theo cái kiểu hồ quả. Đây nè, khoan, nghĩ nghĩa. Im lặng. Mời.
Trời ơi. Cái ý cô là cái kiểu như vậy. Cô Đoan Trang ơi, để làm được cái động tác đi gối đó đó là tập rất là nhiều. Thậm chí là phải có cái băng gối để bảo vệ cái đầu gối của mình. Đâu? Cô bận cái đầm đó mà cô đi như vậy là đấy cái đầu nhiên. Gối cô bầm đó nha. Dạ dạ mấy cô mấy chú, giờ để cho con cảm ơn cái đi. Cảm ơn cô Diệt Hương đi con, 10 điểm rồi đó. 2, 3. Đội ơn cô Diệt Hương. Cô Diệt Hương cho 10 điểm nè. Cô Đoan Trang hãy đi gối tới để nói cho con 10 điểm. Vậy thì mình cũng phải đáp lễ, mình đi gối lại mình đổi ơn cô Trang chứ. Đa tạ con. Đi gối lại đa tạ con. Đổi ơn cô Đoan Trang. Đau quá. Tẹt cái chân ra nữa là thế không? Đứng một giờ lên con. Đứng một giờ lên rồi tạ xuống con. Chưa, mới có 2 điểm mà. Chưa, để kêu 2 giờ lên. Để nghe hai người này. Người này chưa. Hai người này coi cho nhiều. Mỗi một bộ khác nhau đi con. Cho nhiều. Chú rồi Quang Ly. Dạ tạ nha. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đứng một giờ lên con. Chú Quang Ly. Mọi người mọi nè. Thôi tội nghiệp nhỏ quá mấy cô chú ơi. Mọi người mọi nè. Bây giờ cảm ơn mà bằng cái chú đạo tuồng cổ mệt lắm. Dạ. Dạ đâu cô, còn nhiều cái bộ hay lắm cô ơi. Từ ở dưới này bay lên cái ghế chổng cái đầu xuống vậy nữa nè. Dạ đâu thôi cô bỏ bỏ cô Hằng ơi. Bây giờ mà cô bắt nhỏ làm kiểu đó đi cảm ơn cô là mệt lắm luôn á. Dạ mời cô ngồi. Dạ. Thỉnh cô an tọa. Dạ. Coi như là bốn giám khảo mình biết điểm của ba người rồi. Còn cô Thanh Thằng không biết cũng như biết ha. Chút xíu mình biết đi. Mặc dù mình cũng biết là bao nhiêu rồi đó. Rồi, cảm ơn các cô chú lần nữa đi con. Cảm ơn kiểu xã hội đi, tù xã hội nè. Cảm ơn cô chú. À, rồi. Alo. Alo. Chị nói em nghe nè. Nói trong ngày hôm nay á, em không trả tiền của chị đi, chị cho người sang nhà em cạo nát cái mặt em cho bà coi. Cái gì? Ác cái gì mà ác chứ. Em hỏi hết cả thành phố đi. Chị hiền quá mà, nhân từ quá mà. Cho mà 1 triệu đồng mà tiền lời có 100 ngàn một ngày là ác cái gì mà ác. Trời đất ơi, tôi hiền quá mà, tức quá. Bây giờ sao trả tiền hay không? Anh cướp chết thằng nhỏ rồi chết trời đất ơi đó trời ơi coi nó có sao không coi chết luôn rồi trời ơi không được rồi có sao không con. Dạ con không sao. Trời, nó té cậu đó mà không sao, bị quýnh vậy mà không sao là sao con. Trời không được đâu nghe. Trời ơi rủi mà người ngoài người ta nhìn vô đòn người ta không biết, người ta tưởng là ông người ngược đãi trẻ em rồi bạo lực gia đình là chết ông luôn á con. Thôi không được đâu, con đi về đi nghe. Con làm đi ông, con làm được mà ông. Không có được, nghe lời ông đi, đã nói không có được mà. À, anh, gì? Nó con nhỏ đam mê cho thử sức đi. Đam mê cái gì, tôi nói mấy cô mấy cậu hoài à, nó không có mần được đó, mà cứ 1-2 để cho nó thử. Nó mà bây giờ rủi mà có chuyện gì rồi sao. Tôi là cái người gánh chứ ai đâu là gánh. Thôi nghe lời ông, nghe không? Không có nói nhiều nữa, đi về nhà đi con, nghe không? Con không có nhà. Biết nè, nhìn mặt là biết là hờn cha dỗi mẹ rồi này kia. Ông trải qua cái thời gian này rồi ông biết. Thôi giờ về nghe lời ông, về nhà xin lỗi cha mẹ nghe con. Đi con. Con không có cha mẹ. Trời đất ơi, nói kỹ mày. Con không có cha mẹ, chẳng lẽ tôi đứt nẻ chui lên hay sao? Hả? Theo lời bà ngoại con kể lại, mẹ con sinh con ra chưa đầy tháng. Ba con mê vợ bé bỏ ra đi. Nhà thì nghèo bữa no bữa đói, tức giận người chồng tàn nhẫn. Sao nữa con? Nhờ bà ngoại xót thương đã
từ đó đến nay. Sao con? Khi đùa chén quán cơm, lúc lặng lội đánh dài, ngày dài nắng dầm mưa đêm ngủ dĩa hè. Con họ lấy hết tiền, con nhìn đôi liên miên. Trời đất ơi, tình cờ đi ngang qua đây thấy có đoàn ca hát chào. Của ông, ông ơi hãy nhận con làm việc mỗi ngày. Thôi, thôi. Dẹp ba đòn rồi. Kể tôi đi. Tôi ca, tôi cứ hát không được. Bây giờ tôi mới chịu mần bầu nè, em thấy không? Trời đất ơi. Cứ đâm vô cái nỗi đau của người ca không. Nói gì nói, bây giờ ông nói con nghe nè. Thấy hoàn cảnh con cũng tội đó, thấy không? Nhưng mà khổ nổi bây giờ con về đòn này á, con không có mần gì được hết trơn á, trời vậy đó. Rớp nào ấy, bây giờ ví dụ như giờ chuyển cảnh nè, con chuyển không được nè, thấy không? Bây giờ kéo màn con kéo cũng không xong. Giờ chỉ có nước kêu con về, con thay thế ông, con mần bầu thôi hả? Tôi thấy được đó. Nhịn đói cả đòn. Hay quá. Thấy tôi hở cái gì chọt cái đó, hở cái gì cái chọt cái đó hả? Nó nói tóm lại là theo cái đòn của ông rồi, nó cực khổ lắm con. Gạo chợ nước sông, rài đây mai đó. Thấy mấy cô chú không? Cực khổ lắm con. Con không có được làm được đâu nghe. Con không được đâu. Đi. Được không? Thôi con về đi, con không giúp ích gì được hết đó. Khổ lắm con, nghe con. Nghe là... Dạ con biết hát. Thì con đúng rồi đó, nó mới hát xong đó. Nó nhưng mà quan trọng là phải hát giọng cổ. Dạ con biết hát. Biết hát giọng cổ. Dạ. Dạ bà, rồi con thích vai nào? Dạ con thích chú này đóng vai Lý Thường Kiệt nè. Thế vai Lý Thường Kiệt ha. Dạ. Rồi, bữa rồi. Bây giờ để ông ấy nè, giờ lấy nó thử cho nó coi. Chào ha. Cuối cùng em cũng fan hâm mộ rồi. Này vừa phải thôi, gì cũng đừng có làm cho nó lâu không mà mệt quá. Bây giờ không có nói nhiều, để tôi thử coi nó nhỏ nó như thế nào. Mấy đứa xong chưa? Dạ xong rồi. Dẫn nó ra ông coi coi. Trời đất ơi. Wow. Ôi trời ơi, con đẹp y như ông hồi nhỏ vậy con. Kệ tôi đi. Lâu lâu cho tôi lên cái đi. Bây giờ thấy được đó con. Bây giờ nè, bước vô trong, khi mà ông kêu diễn là con làm thử cho ông coi. Nếu mà được dạ, ông nhận con về đoàn nghe không? Cảm ơn ông. Vô trong. Đó, nói nghiệp ông đi con. Chuẩn bị nghe. 2, 3. Diễn. Nam quốc sơn hà nam đế cơ, tuyệt nhiên định phận tại thiên thơ. Nhớ hà nghịch lô lai xâm phạm, nhớ đắng hành khang thú bài hơ. Quân
vậy tôi nói rồi, nó y chang như tôi hồi nhỏ vậy đó. Nói chung là thấy con được đó. Dạ. Một cái tiềm ẩn vậy được đó. Ông dạ. thích con rồi. Bây giờ ông sẽ nhận con dìa đòn. Dạ. Yeah. Cảm ơn ông. Có người sẽ bị đuổi. Nấu chơi vui vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà dạ. quan trọng một điều á, ban ngày ông sẽ kiếm cái trường học nào đó cho con học, ráng học chữ cho nó giỏi, rồi dạ. ban đêm á rồi cùng cô chú mà hát tuồng, hiểu dạ, không? Cảm ơn ông. Nếu mà học dở là ông đuổi ra khỏi đoàn này nghe không? Dạ. À, vậy đi, vậy là cái bây giờ là đoàn của mình có một thành viên mới đó là bé Trọng Nhớ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục Đường Đến Ước Mơ. Bé Trọng Nhân, người đàn ông áo hường kia, diễn viên Quỳnh Bá Thanh và ông bầu, diễn viên Chí Thiện, cùng với các bạn của vũ đoàn Chuông Gió. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Duyên dáng quá, tại vì bên cạnh con nó trẻ người non dạ. Ra diễn kế bên có ai ông nội Duyên không chịu được. Hồi đầu lúc mà em Thanh chạy ra đó, trời chứ nói ai vậy, ai mà lố con tôi vậy trời. Hiểu không? Duyên dáng mà dò cẳng ông tôi chịu hết sức luôn vậy đó. Đã vậy cái ông xuất hiện, ông bầu lên, anh Thiện ơi anh hợp lý mà vừa phải để tôn vinh cái đứa nhỏ thi lên. Em cảm ơn hai người rất nhiều. Thường một cái cuộc thi cái người hỗ trợ rất là quan trọng mà các anh vừa phải để đệm lên cho bé vai chính. Mình cứ lót nhẹ vậy. Cảm ơn tụi anh rất là nhiều, duyên dáng quá, I love you. Một lần nữa xin cảm ơn anh Chí Thiện và xin cảm ơn Quỳnh Tá Thanh. Rồi bây giờ Trọng Nhân, đến phần của mình đây. Hôm nay cậu bé này khác hoàn toàn so với cái dòng trước ha, chững chạc hơn rất là nhiều. Bình tĩnh ơi, lớp của em có kép chánh. Con ca giọng cổ rất là sáng, nhịp nhàng rất là tốt. Cái câu chót á mà yeah. con ca Lý Thường Kiệt đó, cái đó con nói cái nhịp đó ấy, nhưng mà con dịch lại để con dứt cái hai nhịp chót rất là hay. Các con là những thế hệ trẻ, các con có giọng ca trẻ, sắc, đẹp, cho nên cái tố chất của sân khấu cải lương là cần như vậy đó. Mà như vậy là tiết mục bữa nay con làm rất là hoàn chỉnh. Cảm ơn cô. Rất là tốt. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn tất cả các cô chú. Chúc mừng con nha, Trọng Nhân. Dạ. Dạ, con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài ca Đất Phương Nam. Cho ta thêm yêu
Chúc mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với là cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng, thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi, nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt ấy, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng đó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh, đá lòng nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh, thế sao cô Bình Tinh? Đá dạ, lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống, nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Không giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Dương Thương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Rồi, cả lớp qua đây đủ chưa? Dạ dạ. Rồi, qua đây đứng đây nè, nghe. Bây giờ đó, thầy phải chạy qua bên kia, thầy mua vé cho tất cả thầy trò mình về Mỹ Tho. Đợi thầy quay lại, được chưa? Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi, nghe. Dạ. Dạ. Ôi, đói bụng quá, kiếm gì ăn mấy bạn? Ý, có nhãn kìa, ăn nhãn ha. Đi đi đi. Ủa chị bán nhãn hả chị? Ừ, nhãn tiêu ngon ngọt lắm nè, các em mua ủng hộ chị nha. Dạ. Dạ. Chị ơi chị đẹp quá à. Chắc người miền Tây chắc ai cũng đẹp như chị gì đó, có đúng không? Trời đất ơi, mấy cái đứa này dẻo miệng lắm nghe. Ở miền Tây á, còn nhiều người dễ thương hơn chị nữa kìa. Người miền Tây luôn thiệt thà chất phác. Đất miền Tây thì thơm trái ngọt cây lành. Ủa, các em hôm nay đi đâu mà về đây vậy? Dạ, ngày hôm nay chúng em làm bài tập làm văn tả cảnh quê hương nên nhờ trường đưa về miền Tây để tìm hiểu thêm. Chị ơi, miền Tây mình có chỗ nào đẹp không chị? Chị sinh ra ở Tiền Giang và lớn lên trên chính mảnh đất này nè. Chị có nghe bà và mẹ kể về miền Tây xinh đẹp. Các em có muốn chị kể cho các em nghe không? Dạ, dạ muốn. Rồi, chị sẽ kể cho các em nghe. Miền Tây của chúng ta đẹp lắm. Dạ. Nên chị ơi. Yeah. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận,
cạnh khắp chốn nở hoa, dung bồi mặt sâu nha. Trước khi mà các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhận xét, thì cô giáo Bình Tinh nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của học trò mình?
Nói chung thì đối với Duyên thì cô có sự yên tâm hơn. Là tại vì con lớn nhất, con ý thức được tất cả mọi việc hết. Bây giờ con cố gắng để nghe những lời dạy dỗ của các vị giám khảo đi ha. Xin mời cô Thanh Hằng. Con ráng cố gắng. Có những cái thì con ca cũng chính vậy, nhưng mà có những cái con giống như nó bị mềm xuống thì nó lại bị chinh dây chút xíu, nó không có được tới dây. Cái đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái miền Tây duyên dáng, con có những cái dấu hỏi, con luyến lái những cái dấu hỏi dấu ngã rất là dễ thương. Nói chung là con đã làm tròn được cái bài mà con đã dự thi. Cô cũng chúc mừng cho con. Cảm được ơn vào cô trong Thành thì Hà. con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều hơn nữa khi mình ca trong cái câu giọng cổ. Có những hò sự sang xê thì mình ca cho nó đúng cái có lẽ là nhiều khi bé cũng có nhiều cái áp lực á. Cái giọng của cháu nó mỏng lắm cô. Mỏng. Dạ thì cách đây khoảng 2 ngày là bé bị khan tiếng, nhưng mà thực sự là hôm nay thì con cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô hiểu cho nên là sẽ càng ngày tiếp thu lời của cô rồi càng ngày càng cố lên nữa nghe con nghe. Cảm ơn tất cả các cô đã góp ý cho bé Mỹ Duyên. Ráng về giữ gìn sức khỏe nha con. Con có một vóc dáng cao ráo, một gương mặt sáng sân khấu, một giọng hát đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là sức khỏe của mình nó không có ổn định để mình có thể hoàn thành cái bài thi của mình một cách trọn vẹn thôi. Chúc con có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương này nha. Rồi, cảm ơn con. Suốt ngày muốn nuôi mèo vậy. Mèo của chị nó có đẹp gì đâu. Cuốn của em nó mới đẹp đây này. Em nhìn đi, mèo của chị dễ thương hơn cún của em nhiều. Cún của em lúc nào cũng phá hết á, chả dễ thương gì hết. Thì chị thử xem mèo của chị đẹp ở chỗ nào. Trời ơi, để chị nói cho mà nghe. Em nghe nè. Bàn chân bước nhẹ như không bước đi từ đâu kêu meo meo meo. À thì ra em tươi nhông nheo. Chappy đã muốn ăn đây mà. Kìa đôi mắt thật là ông anh. Không được mà thì khỏi nói nha. Mèo ơi mau ra chỉ chơi đùa. Lênh quanh trong sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon con yêu mang tên vì tôi 20 ngân ngơ bạn bè quanh tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những nước muốn khát khao trong tim thế nào. Dần chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón. Bên tôi luôn luôn chỉ có thương thôi. Bên trong đêm dài muôn màu.
vỗ tay cho hai bạn nhỏ. Trời ơi, tụi con qua đây đứng, qua đây đứng, tấp vô chung với nhau. Ôi, dễ thương quá trời. Hôm nay tuần này quay trở lại lời hài gấp triệu lần nha. Bây giờ là tụi con lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Chắc là cô Đăng Trang trước đi ạ. Xin mời cô. Tuần này tụi con hoàn toàn lột xác. Tụi con tự tin hơn rất là nhiều. Tụi con có thể làm được cái việc là mang cái nguồn năng lượng rất là đáng yêu tới cho ban giám khảo, tới cho khán giả. Cô thấy là các cô chú với các anh chị dưới đây đứng lên nhảy theo, vỗ tay theo tụi con. Có nghĩa là tụi con cũng đã thành công trong cái phần trình diễn của mình rồi nha con. Cho nên luôn luôn cố gắng mỗi ngày tập luyện thật là kỹ, tự tin nha con. Làm thật là chắc chắn, kỹ lưỡng những gì mình làm trên sân khấu nha. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn cô. Chị Đăng Trang thân mến, tuần này có vẻ hợp giọng ha. Bài hát này nó tươi mới, nó đúng với tinh thần của các bạn nhỏ luôn. Cho nên là hy vọng rằng là tụi con sẽ có những cái tiết mục phù hợp hơn nữa ở những tuần tiếp theo. Còn bây giờ xin mời chú Long Nhật ạ. Lúc này mà tụi con hát đó là dù xây quá nhiều nội vừa nhiều năm cương về cô Đoan Trang liền. Trời ơi, tuần này hai đứa nó hay quá. Dòng nó sốt hay vang, nhịp nhàng chắc chắn, bè bội đấu vào đó mà tự tin, tập trung nhưng mà rất là tự tin. Và hơn nữa là hôm nay những cái tập trước là chú có nói thế này: khi mà cậu con làm một cái điều gì trên sân khấu, cậu con tin điều đó là thật sự, cậu con yêu cái điều đó và cậu con xúc động được cái điều đó, thì tự nhiên nó có một cái luồng điện, có một cái sợi dây vô hình, nó chạm vào trái tim của người nghe. Và rõ ràng ở đây cậu con đã chạm được vào trái tim của cô Đoan Trang, của chú Nam Cường và của chú Long Nhật luôn. Hôm nay cậu con xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Có lẽ là vì hai con gấu đó con. Coi như là cũng đút lót nhà đúng không? Còn để coi chú Nam Cường có công tâm không khi tặng con beo mà không lấy nè. Mời chú Nam Cường. Chú hơi khó đó. Tại chú không có quà. Chết rồi giờ sao? Giờ có quà không? Sao? Trời cảm ơn con. Làm sao xứng đáng với cái món quà này nè? Không, quà thì có thì cũng vui rồi mà hơi muộn xíu. Nói chung là chú thấy là thích quá, bởi vì tụi con hát hay lắm. Nghe rồi bước ra, ngay đầu tiên mà bước ra nghe sáng trưng hai đứa luôn. Với tiết mục này á, chú thấy rất là dễ thương. Nhưng mà ở chú có một chút xíu lăng tăng thôi. Giá như cái tiết mục này tụi con thêm một chút vũ đạo vào trong đó nữa. Có thêm vũ đoàn đúng không? Đúng rồi, thêm vũ đoàn dàn dựng làm vũ đạo thì nó dễ thương hơn. Có thể là sẽ không cần hai con thú này mà vũ đoàn sẽ tái hiện cái những cái nhân vật cưng anh, cưng đó. Anh sai rồi anh Cường ạ. Vũ đoàn hàng trăm con gấu, con mèo, con chó trên màn hình LED. Vậy mà anh bỏ qua chuyện đó là không được. Ôi cái đó thì nói gì? Ý là khi mà tụi con biểu diễn dàn dựng thêm một tí nữa. Dàn dựng thêm chút xíu nữa thì nó sinh động hơn. Vì cái bài này cái âm nhạc nó rất là hay rồi, nó rất là sôi động mà tụi con thêm động tác rồi nhẹ nhẹ thôi, không cần phải nhiều đâu, tại vì tụi con còn hát nữa thì nó còn perfect hơn nữa, nó còn tuyệt vời hơn nữa. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà nói chung tiết mục này chú rất là thích. Giải thích cho chú Nam Cường chút xíu là qua những cái vòng trước á, thì vòng này á, là các con có thay tự đổi. Tin hơn về, đúng rồi, dạ. Về cái giọng hát chuẩn xác hơn, đó là một điều rất là cần thiết. Với thêm nữa là có những vòng và cũng có rất là nhiều tiết mục là cũng có dựng vũ đoàn cho các con, nhưng mà đôi khi cô cũng mong đợi như vậy là có những tiết mục đừng có bị lệ thuộc vô vũ đoàn, để các con tự chủ động trên sân khấu xem như thế nào. Thì ngày hôm nay cô thấy rất là thích là hai cái bộ đồ con thú rồi ôm hai con thú chia sẻ với nhau với cái khúc đầu thôi, nhưng vẫn mang lại sự sinh động cho tiết mục của mình. Cái của em tiếc ở đây là ví dụ không có vũ đoàn cũng được, nhưng mà hai bạn sẽ có những tác cái vũ đạo chung với nhau một tí, bước qua bước lại, hay là những nó nhẹ nhẹ nó dễ thương hơn. Ngay cả cái việc mà hai đứa cuối cùng đưa vô mà bạn nhớ bạn quên đúng không? Lúc đó là đang máu lửa phía dưới quá rồi, chạy về sân khấu ở trên này. Thế bây giờ như vậy nè, để cộng thêm điểm cho tụi con mà tạo thêm sự ấn tượng cho chú Nam Cường. Chú Nam Cường chỉ biết con là Kim Jae Bin, là bố là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam thôi. Con hát một đoạn tiếng Hàn cho chú Cường nghe. Wow. Con xin hát bài Bing Bing Bang ạ. Wow. Nan kia na kama bam gua ham ke. Ta thuro wa ta min muku cha de. Hang chi nap to mu su up ne mak chang ke de la. Kang pe la mok chang i to tin ke. Nam puran chi le chi cha ne che wo nu mi chi ke ha mo chi fo ping a chi la wi peng lai tis nu tu cha ka che chu ma chen gap cha la beng 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 là bắn trái tim dành cho ban giám khảo ngày hôm nay. Tuần này các con rất là cố gắng nỗ lực, một tràng hơi tay chúc mừng cho hai bạn nhỏ. Thank you.
thánh đền. Thành cổ loa cao ngất giữa trời xanh, lượn vòng quanh mấy bức tượng thần. Trong ngoại sông dân ấm no trong an lành. Chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ. Nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tàn tác. Vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi ai biết sao ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương. Trung trung điểm điểm đoàn quân cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo, mà còn đâu máu thiêng rùa vàng. Người áo là nước mắt nhà tan, thương thẹn giữa vương đưa con gái yêu cùng ra đi. Họ không hề phương nam áo lông ngóng do đường vẫn ghi, mà rồi có đâu bước qua thu càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa. Tình ý còn đây thân tháng trên dặm đường. Hỡi ơi nam hãy sầu thiên thu, máu đào mỹ châu hoa tan sông bể xuống. Trong thủy mỹ châu lời ai một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Xù rất là bất ngờ. Nào xin lại đây nào con trai. Đó đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi. Xin mời chị chia sẻ luôn ạ.
Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Các con có biết nó là gì không? Dạ, là câu chuyện chị Mị Châu Trọng Thủy. Rồi có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mị Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mị Châu, công chúa Mị Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đó không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi là... đá nữa. Đó rồi rất trang phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con. Chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích. Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Vậy xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á, con hay cái gương mặt giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại. Đó thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn. Rồi hai con cũng đã thể hiện được và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên. Tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất nó rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoa Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca. Và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước. Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Hoài trong đường dối gian, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp. Chỉ mình tôi vô vọng trong những mối suy tư, soi gương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp? Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho họ thấy tôi là ai.
I see the light. Music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên. Để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul and your soul. Muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Nhưng ngày qua tôi nhận ra âm nhạc đã cho tôi ánh sáng soi lối đi. Trong những rối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp trong vô vọng. Nhưng mỗi suy tư rơi hương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp. Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc. Đừng dậy đi cho thấy tôi là ai. I see the light. Music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên. Để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul and your soul. Muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Và đó chính là Phương Nhi và Khắc Vy. Thank you dancer. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ngô rất nhiều. Wow, lại một lần nữa lột xác đúng không ạ? Lần này thì chú thấy là tụi con nhảy tưng bừng quá, sôi động quá. Chú Huỳnh Lập, cảm xúc của chú như thế nào ạ? Chú đoán là những dòng chú tụi con không phải là màu này, không phải là một cái sự sôi động. Rất là nhẹ nhàng đầm thấm. Quê hương nét đẹp, quê hương có, bà lát có, ma mị tí xíu có. Nhân gian đương đài có. Có thể là đa dạng được cái dòng nhạc của mình. Nhìn vào chú thấy được sự tươi mới, sự hào hứng của tụi con khi mà tụi con được hát những cái thể loại nhạc mới á. Nhưng mà nó do là nó mới quá nên đâm là chú thấy tụi con chưa có thực sự bùng nổ nữa. Chú còn tụi con quậy hơn miếng nữa. Tại vì mình đang rất là năng động rồi đúng không? Quay lên, quay cuồng lên một chút xíu, cháy bỏng lên một chút xíu thì nó có thể thể hiện được cái tinh thần tuổi trẻ của mình hơn. Tại vì chú thấy rằng là tụi con có được cái sự tự tin khi mà tụi con được song ca chung với nhau. Và chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục rất là tưng bừng cho cái sân khấu này. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Huỳnh Lập. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Xin mời chị. Càng nghe thì cô càng thấy bé Phương Nhi ấy nha. Cái chất giọng của con rất là giống giọng của một ngôi sao ca nhạc người Thái Lan cái thời từ mười mấy năm về trước mà cô hay nghe, đó là Tata John. Cái giọng rất là giống Tata John. Rất, nó có một cái gì đó nó rất là gợi cảm và nó rất là trong sáng nhưng mà vô cùng hiện đại. Đó. Với bé Viên á, ngày hôm nay cô hơi lo cho con chút xíu là con hơi mệt. Có một vài cái nốt lên cao bị vỡ phiếu. Hơi bị vỡ chút xíu. Nhưng mà cái đó là quay hình mà quay tới giờ đêm. Các cô chú nhiều khi cũng còn mệt. Huống chi các con. Các con như vậy là cô thấy cô rất là nể luôn á. Quá giỏi rồi. Cô rất là nể tụi con. Gặp chú là chú lên đó chú nằm là chú hát. Cho nên là vỗ tay động viên cho các con với những thí sinh tiếp theo luôn. Nhưng mà chú Minh Xù hỏi nhỏ một câu nè. Tập nhảy lâu không?
Dạ con mới tập ngày hôm qua. Mới nhảy hôm qua thôi mà hôm nay nhảy vậy rồi. Chính vì tụi con có cái thời gian mà tụi con học nhảy nó ít quá nên đâm nó bị chi phối của tụi con về giọng hát á, bị phân tâm nhiều thứ quá. Giống như là khúc đó mình hát mình định xử lý giống như vậy nè, à qua trời khúc này là mình phải giang cái chân qua vậy cái mình quên vụ xử lý ở đây. Nó vậy đó, nó chi phối rất là nhiều. Nhưng mà cũng một lần nữa cho thấy là một cặp đôi ẩn số đó. Không tại biết vì... là nếu như có cơ hội vô vòng sau là làm tới thể loại đó, gì nữa đây. Tại vì qua mỗi tuần là các con mang lại một cái sự trình diễn vô cùng là mới mẻ, cho nên một tràng pháo tay dành cho bé Nhi và Viên. Mà đúng thiệt là cái này là giống như về đích đó chị, để có thể lựa chọn ra 5 cặp đi tiếp, một cặp phải dừng lại, cho nên là các bạn phải cố gắng hết sức, có nhiều bung hết để thuyết phục. Và chú Minh Sự phải nói là tụi con quá là hay, quá là giỏi rồi. Xin mời ý kiến của giám khảo Long Nhật ạ, xin mời anh. Phương Nhi, con là người Lâm Đồng hả? Dạ. Con loại dòng Hà Nội á. Dạ đúng rồi ạ. Ba thì là Quảng Trị, còn mẹ là Nghệ An. Ba Quảng Trị, mẹ là Nghệ An. Nên là hèn gì, tại vì chú hỏi như vậy là bởi vì chú thấy cái chỉnh tạ của con rất là chính xác luôn. Cái chỉnh tạ nó quan trọng lắm. Khi nào mình hát dân ca Nam Bộ là mình phải hát rặt tiếng Nam. Hát dân ca Huế như chú Long Nhật là hát rặt tiếng miền Trung. Còn nếu mà Nghệ An của con á là ơi, chứ hai tay mà em bưng cài rộ, chỉ tay anh thôi cắt cổ con dê. Có phải không con? Dạ đúng rồi. Thì chú nói như vậy là bởi vì cái chú yêu cái dân ca Việt Nam, mà chú yêu cái âm sắc của từng vùng miền, thì con có cái chỉnh tạ nó chuẩn xác. Nên cái con hát con thuyết phục chú hoàn toàn. Hai con xinh lắm, cười đẹp quá trời nó. Nhưng mà hôm nay chỉ là con chỉ chống trên một chút xíu cái đoàn phiêu lên cao trên cái quảng cao thôi. Nhưng mà đó là live ha, mình hát live phải không Trang? Hát live thì nó hơi chống trên một chút xíu như vậy không sao. Lúc nào mà mình chuẩn xác là cái đó là phòng thu rồi. Còn live chỉnh những cái chống trên những cái trầy xước nhỏ xíu như vậy thôi, nó tăng được sức hấp dẫn. Mà cái tiết mục hôm nay chú rất là yêu hai đứa con. Cảm ơn hai đứa con nhiều lắm. Cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là tuần này tụi con đã một lần nữa khiến cho tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo cảm thấy bất ngờ về tiết mục của tụi con. Cố gắng lên nhá. Nếu như có cơ hội, một tràng hối tay cho Phương Nhi và các Viên.
Và đó là Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất nhiều ạ. Wow, trời là dễ thương, câu nhận nè. Nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai, hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu vậy trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này, hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi. Xì tay lít ấn tượng. Thích không? Con thích cái nào? Dạ con cũng chưa thích lắm ạ. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Dạ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy à? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình hai. Cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó, lại có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn. Nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên. Thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo. Như cô nè, 40 năm rồi nó cũng vậy hả con. Nó không lớn lên được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa. Cảm ơn hai đứa con. Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha. Cô thấy hai nơ cưng lắm luôn á. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nấu gì nữa. Trời cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Cho cô nha, hồi nào không xài cho cô nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái này vẫn lên hộp không không ta? Không hợp, không sao hợp, hợp được, không rồi hợp. Thôi đi gì à, nói gì nữa. Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi. Dạ, xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nhảy ý nhót tưng bừng. Cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình. Đó là mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp, rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ, thì đó cũng không phải là điều lớn lắm. Nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi, chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp cho tụi con tốt hơn thôi. Cố gắng lên nha. Thế túm gọn là có thích cái nơ không? Dạ không ạ. Rồi, kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Không thích là không thích. Không con nói nhiều. Con mang cái nơ đó đó, cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con nói con không thích cái nơ là con trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì. Người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy. Trên trời thì trời nắng, cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi. Rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn. Đó, nó là như vậy. Cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân. Người đó nông mà dân. Mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con. Thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm. Để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra
bắt đầu tròn lên quạt lên quạt cổ, quạt một hồi quạt, quạt gì đó. Nhưng mà đó, cái kiểu này á, mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á, anh mê hoạt hình chụp Mickey cho nên anh muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng hỗ tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Phải kẻ đầu tiên thống trị vùng đất này. Ngày xưa rất xưa, những quái vật đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên thay nhau tác quái, không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày, truyền thuyết xuất hiện. Xì rào ngọn gió, gió ở trên nắng, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông ru tình cha, đến ngàn non tìm mẹ. Xì rào, xì rào, xì rào, xì rào, xì rào, xì rào, xì rào xì rào. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, là lòng quân nâu cơ gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trầm trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sông đại dương có bàn tay cha giàu, mặt đất hoang vu mèo cơ xây đá. Tìm lời ru của miền, xì rào ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Xì rào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sông, sông ngoài khơi xa, sông ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Lòng tơ vương không quản rừng cao sông cách trở, cùng đến Phong Châu xin mỹ nương. Khi tình yêu gã đi lý trí là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn. Khi tình yêu đã tan, kiều hỡi tan biển dài. Kẻ đánh cắp trái tim vì thương em lại, trả lại đây những anh bình minh. Nơi ta chỉ vì em có thấy tiếng sông gầm gào. Có thấy những tiếng cười trên giữa nhân gian. Đời hùng vương thứ sáu, nước nhà đang bình yên, bỗng giặc Ấn khát máu, sáng xâm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả loa loa, ai là người tài giỏi mau ra cứu nước nhà. Chú bé rồng đã lớn nhanh thật rồi, yêu quê hương yêu nước ngon nhà. Lũ giặc đến chú xâm phạm nước ta, rồng sẽ đánh cho cột giặc thành ma. Rồng đã lớn rồng đánh giặc một mình, cho người dưng sông yên vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước nhà. Vẫn ghi thanh dòng là trang anh hùng, thanh dòng là người nước nào, thanh dòng ngàn năm anh.
Wow, Văn Minh và Ngọc Châu, quá tuyệt vời. Thank you dancer, xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng, bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau, trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh giống nữa. Và âm nhạc đúng sở trường của mình đúng không, cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo, mời chị Đoan Trang trước ạ. Thực sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng. Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện thì cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần ha, hai cái vương miện của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, bên đó chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô yên tâm. Chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính, một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và thay xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra, tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công, cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn cô đoàn trang. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy làm sao? Chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú. Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị run, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự run rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần rần, là chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này. Và cuối cùng là thánh giống đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta. Là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả đây. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống văng 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 bang. Đó thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á và thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình mới băng ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng nó không rồi. Đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích. Thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và chắc chắn rồi tụi con đang rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ. Và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Thank you.
xưa thềm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điều hiu. Đêm sâu đi trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bằng đến kiếp nào. Bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ Tấn Bảo và Thái Hà. Trời ơi, nếu như tiết mục mở màn là hai cô công chúa thì đây hai chàng hoàng tử ngọt ngào như một cái cây kẹo chị đó. Con ơi Thái Hà, ốm nhôm ốm nhách mà hát ngọt như vậy, con đã biết là mình hát ngọt như vậy lâu chưa? Dạ chưa. Trời. Thì con đi hát từ lúc mấy tuổi nè? Dạ con đi hát lúc hè lớp 3. Lớp 3 là mấy tuổi nè? Dạ lớp 1 là 6 tuổi, lớp 2 là 7 tuổi, lớp 3 là 8 tuổi. Giờ mấy tuổi? Dạ 11 tuổi. 11 tuổi, 11 trừ 8 còn. Ủa, sao mày làm toán vậy? Thì trẻ con mà chị, làm toán cho các không, con. Không, em ơi, trẻ con giờ ta làm tới cái khác rồi, ta lên sân khấu, ta hát dạ, rồi dạ, làm quên, toán. Dạ, em sai, em sai. Xin lỗi chị Như, một trà hỏi thôi chị Khả Như à. Vâng à, vâng à. Con đi hát 3 năm rồi đúng không? Con hát rất là ngọt ngào luôn. À, Tấn Bảo cũng vậy, con đi hát được bao nhiêu năm rồi? Con cũng chưa có đếm. Chưa có đếm. Con đi hát từ năm bao nhiêu tuổi? Thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi để em đi giao lưu với tự nhiên cái ra giao dạy toán rồi là sao anh? Thôi giờ mình giao lưu với nhau rồi dạ, đi giao lưu xong lâu, rồi. Dạ dạ em xin lỗi anh Hoàng Việt Nam ạ. Đi hát lúc mấy tuổi? Dạ em. Hai con thân mến, lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha, nóng lòng chia sẻ dữ lắm rồi. Dạ mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay cô được gặp lại Thái Hà, một cậu học trò cưng của thầy Quốc Đại ha, trong thử tài siêu nhí mùa 4 vừa rồi. Giọng hát của con như cô đã từng nói, nó như là tiếng chuông ngân á. Đúng dạ. Rồi. Và nó hát ổn định đến nỗi mà con hát cô cứ tưởng tượng con hát mở đĩa. Dạ, hát dạ, lip dạ. Sinh. Đúng quá, đúng ý em quá luôn. Rất là hay luôn á. Cho nên cố gắng giữ điều đó ha con. Còn với Tấn Bảo á, thì lần đầu tiên cô gặp con, nhưng mà cô khen con là con phối hợp với em rất là tốt. Cho nên hai đứa con cố gắng lên nha. Hai đứa con sẽ là một cái cặp đôi đáng gờm trong cặp đôi vàng nhí của lần này đó. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Và cô Khả Như thì thấy sao ạ? Nãy giờ cô Đoan Trang nói đúng ý quá. Nãy giờ cô Đoan Trang nói mà Khả Như cứ vỗ tay như thế này. Là chị là như thích trên quá, đúng không như ạ? Như trên. Cảm ơn chị rất nhiều. Mời anh Nam khoan cho khen. Hả? Ôi. Nói thiệt luôn á, hai đứa con mặc hai bộ đồ dễ thương quá. Tông xuyệt tông. Nó có một cái gì đó, nó rất là phối hợp với nhau, nó rất là kết nối với nhau. Cô thích quá con ơi, đáng yêu quá à. Mê quá à, vậy mê thôi. Mê quá đúng không? Mấy con biết sao, chú Nam á là mê cái cách mà cô Khả Như nhận xét với lại tương tác với thí sinh á. Chú nhớ là những cái mùa mà tuyệt đỉnh song ca nhí trước á, là đội của cổ là cái đội đĩa bay á. Có một cái câu khẩu hiệu để mà hô hào cho thí sinh về. Và hôm nay á, chú rất mong muốn được nghe lại, không biết là Tấn Bảo với Thái Hà có mong muốn cô Khả Như hô cái câu đó không? Anh không cần hỏi vậy, con mà nói không em cũng mời nữa, tại vì em quá thích đi. Các con thân mến, nếu như các con thành tâm muốn biết thì cô sẽ sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hủy, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và gây gức lòng người. Có mình cô, không có Ngô Kiến Quy. Chúng tôi là đội tên lửa bảo vệ giải ngân hà, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Đĩa bay tới. Rồi đĩa bay tới đó. Đĩa bay tới đó. Đĩa bay tới. Là mỗi tập là phải nói nhưng mà nói dài vậy hả? Dạ đúng. Vậy không phải mỗi tập chị, mỗi tiết mục. À. Mê tiết mục nào là nói câu này. Dạ, tụi em văn bị kém đó chị, học thuộc được có nhiêu đó nói nhiêu đó. Còn bây giờ không biết anh Nam có đồng cảm với ca khúc này của hai bé hay không ạ? À? Hai con như là hai quý ông nhí với cái cách thể hiện rất là lịch lãm, chú thích theo kiểu như này. Và
mỗi một cháu thì lại thể hiện theo một cái thế mạnh khác nhau. Thái Hà thì một cái chất giọng rất là sắc bén trên cao, còn Tấn Bảo thì đảm nhiệm cái phần trầm và giọng dày hơn. Và hai anh em hôm nay rất là đồng thanh đồng thủ, rất là hợp với nhau trong cái tiết mục này. Và chú rất mong là hai con sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong những tiết mục tiếp theo. Rất là kỳ vọng luôn. Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc cho tụi con ngày hôm nay ấn tượng rồi thì những vòng sau sẽ ấn tượng không kém nhé. Nào, chúc mừng tụi con. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mật em tôi, ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chiến chiến đã qua rồi sáng màu em tôi, một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chưa xe tang đi thật vội vàng, một đường công công nối bao đường vòng, họa người dương nhớ khuôn mặt mát nhìn giờ. Đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cành hoa đêm không hồ. Rất là ấn tượng. À, và bây giờ sao chắc là mời anh Long Nhật luôn đi ạ. Dạ, của anh là chỉ có vàng xanh tím thôi. Dạ, tụi em có một bảng màu luôn. Anh thấy sao ạ? À, nói chung là cái tập của tuần này đó. Đã là đã. Đã về sợ, đã về âm nhạc, đã về dàn dựng, đã về cảm xúc, đã về tất cả. Nó cho Long Nhật cũng như là cô Đoan Trang, cũng như là chú Nam Cường và tất cả khán giả ở phim trường, và chủ tin chắc rằng mà khán giả cả nước, khán giả khắp nơi xem chương trình này qua màn nhỏ thì là ai cũng sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc tan chảy, yêu thương, sôi động và rất là nồng nhiệt luôn. Cái bài Sắc Màu là một cái bài quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến mà nhiều danh ca hát rồi, là một ca khúc dễ nhưng mà rất là khó. Mình làm sao mình diễn tả được tất cả bộ cái màu sắc trong đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, mỗi màu sắc nó nói lên tất cả cái cung bậc tình cảm. Vừa cái ngày vui, vừa cái nỗi buồn, có những cái niềm hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau, và có những cái chia ly của cái sinh ly tử biệt trong đó nữa. Và với cái độ tuổi nhỏ xíu như các con,
Mà hồi nãy chú có nói với cô Đoan Trang về chú Nam Cường là sao mà tôi yêu mà cái đứa con nít quá trời, nó nhỏ xíu mà nó đẹp. Tại vì cái tuổi của các con là cái thời của chú đó, mà các nhà văn, các cái tác giả đó đã gọi là tuổi ngọc, tuổi thần tiên. Hôm nay các con đem đến cái tác phẩm Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến bằng một cái tâm thế khác. Các con phủ lên mình một tác phẩm nổi tiếng của những người lớn bằng cái tâm hồn của trẻ thơ, bằng cái suy nghĩ của thời đại. Các con kết hợp giữa cái mới và cái cũ, và các con đã thành công. Chúc mừng các con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Long Nhật rất là nhiều ạ. Tiếp nối cô Đoan Trang, xin mời cô. Tụi con vẫn thể hiện được cái năng lượng ghê gớm của mình, nhất là mấy cái đoạn gằn giọng rồi đó. Thực sự cái đó là phải có sức khỏe. Tại vì bản thân Nhi với lại Nhật Minh là đã là dân rock, dạ, trong các cuộc chơi khác cũng vậy, là hai đứa con là có cái thế mạnh là cái giọng nội lực, hát giọng ngực á. Đó, cho nên là vô đây là cái đó là một cái nét gọi là rất là sáng của hai đứa con với cái bài này. Và cái bài này nó đã ở chỗ là nó đi lên từ từ tới khúc cuối luôn, và tụi con vẫn giành được cái năng lượng tới khúc cuối cùng luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô Trang có nhớ tuần trước là rút kinh nghiệm không? Có nghĩa là cái năng lượng phải phân bố làm sao hợp lý nhất ở phần cuối là knock out. Đúng. Và tuần này làm được không ạ? Làm được, nếu được vỗ tay. À, học trò mà giỏi nhất là nhớ lời cô dạo dạy. Chính xác. Tiếp nối anh Nam Cường. Đúng là nhìn thấy tụi con tràn đầy năng lượng luôn. Từ ngoại hình cho tới giọng hát là tràn đầy năng lượng luôn. Với cái bài Sắc Màu này thường thường người ta sẽ làm nó rất là ma mị. Nó khác với màu tụi con ngày hôm nay. Tụi con cái bản hòa âm này đúng là rất là hay, đưa cái từng cái bậc cảm xúc đưa lên và cuối cùng lên tới đỉnh luôn, là tụi con cuối cùng là knock out, là quá quá tuyệt vời luôn, quá là hay. Tụi con hỗ trợ cho nhau hai cái giọng nội lực nhưng mà nó không có bị khó chịu đó. Cái bài này mà cỡ mà đưa cho chú là sao banh luôn rồi đó. Chú không có cái kiểu mà ào kiểu gần như tụi con được. Chú là cái nhẹ nhàng êm đềm thôi. À, nhưng mà nghe cái bài này chú rất là thích. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và cảm ơn tụi con đã có một cú knock out với tiết mục cuối cùng này dành cho ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Quá là tuyệt vời. Một tràng hỗ tay nữa cho Ngọc Nhi và Nhật Minh. Tiếp theo xin được giới thiệu với tất cả quý vị một cặp đôi nữa. Hai nhân vật này hát rất là ngọt ngào về dân ca miền Nam, mặc dù không phải là người miền Nam. Quý vị thân mến, hãy cùng nhau chào đón ca khúc Ru Lại Câu Hò với tiếng hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bơ. Dính liền. Là thân quá rồi chị. Có hiểu nhau mới có thể đồng bộ như vậy. Cô biết hai đứa con giọng hát thật sự là chinh phục bao nhiêu triệu trái tim rồi. Rất là nhiều người thích hai con, nhưng mà hôm nay hai con trình diễn làm cho cô thương quá đi. Thương giống như là một cái mầm non mới nhú vậy, cô thích quá. Vỗ tay. Cảm ơn cô Khả Như. Là một cái tính từ là thương rồi nha. Rồi tiếp tục nè tụi con, xin mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lớn hơn, qua một mùa lại có con đúng. Lớn lên mà tuổi này trở đi là lớn nhanh lắm, nhất là Đức Vĩnh, con lớn trong giọng hát của con luôn, đang vỡ giọng nữa. Mà con trai đang vỡ giọng là giọng nó hơi trầm ha, ồm. Ừ, nhưng mà trầm á mà hát dân ca nó cũng có cái hay của nó, nếu mà biết khai thác có những cái câu nó ngọt lắm. Cô thích cách của hai đứa con như xưa tới giờ, hát tròn vành rõ chữ, hát nhã chữ rất kỹ lưỡng. Cái đó là một trong những cái đặc tính của dân ca, là mình hát phải rõ ràng để mình còn luyến nữa, dùng hơi rất là nhiều, mà các con còn nhỏ mà hát được như vậy. Đồng thời á, là hai bạn nhỏ của chúng ta là người miền Trung với miền Bắc mà hát dân ca Nam Bộ như vậy. Có nhiều người người ta không biết, người ta cứ nghĩ là hát dân ca được thì hát cái gì cũng được, hát dân ca Nam Trung Bắc gì cũng được, nhưng không.
dân ca mỗi vùng miền nó có một cái đặc tính riêng, một cái đặc trưng riêng. Mà hai đứa con như vậy là rất là thông minh, nghiên cứu rất là kỹ. Quỳnh Anh có một cái tật đó là hay con mắt láo liên nhìn qua nhìn lại. Lên sân khấu mình là nghệ sĩ, khán giả đang chiêm ngưỡng mình, mình phải biểu diễn thật đẹp nha con, không có mắt ngó qua ngó lại coi. Mình phải có điểm nhìn đúng không chị? Đó nha con. Rồi chúc mừng hai đứa con. Lắng nghe lời nhận xét của chú Nam, xin mời ạ. Hai đứa con mùa trước và đến hôm năm nay là đã gần 2 năm, và hai con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ có đâu giống như cô Trang với cô Như, không có chịu lớn, cứ trẻ, cứ trẻ hoài vậy đó. Chú rất là thích cái sự tình cảm của hai con. Diễn những cái bài mà nó có cái tâm trạng buồn thì hai con vẫn làm rất là ra. Chú thích trong bài này là cái đoạn mà Đức Vĩnh bè cho Quỳnh Anh ở cái câu, cái chữ cuối á, ru lại phải không? Cái chữ đó rất là hay. Nếu bây giờ bè không có nhạc thì hai đứa có hát lại được câu đó không? Hát chay thử nha. Rồi thử nha. Hòa quyện nè. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Trời ơi, anh Nam đúng là tinh tế luôn á. Phát hiện đúng một cái nốt bè đó, xuất sắc thật, tụi con rất là hay. Cái nốt bè đó nghe hay lắm, nghe nó miên man như là cái dòng nước ở ngoài sông. Lải lải sao anh? Nó lải lải. Quý vị thân mến, với những cái tiết mục được trình bày tinh tế và kỹ lưỡng như thế này, phải dành một tràng hỗ tay thật lớn cho sự hỗ trợ của hai thầy. Thứ nhất là thầy Phạm Hồng Biển, là thầy dàn dựng cho các con về mặt âm nhạc. Còn thầy Phú Luân là người sẽ dạy cho các con về những cách xử lý trong bài hát. Một tràng hỗ tay cho hai thầy, được không ạ? Còn ngày hôm nay chúc mừng tụi con nhé. Cho tôi một ngày dưới ánh mặt trời, bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời. Cho em mộng huyền thoát sức hồn phiền, nghe tim còn yêu vượt sâu núi. Trong xanh có con diều, có thân đỡ trời. Diều mênh mang lông lay trên cao, bọn con nít nó ra nó dò. Trời xinh khi mong manh, bạn con nít nó lại ấm xà. Dù khuyên trong bay cao vẫn thiết tha hát ca với trời. Bơi, bơi, bay một cây diều. Bay đi diều. Tôi lên giấc mơ, giấc mơ. Đu hôn giấc mơ. Đu hôn giấc mơ. Đu hôn giấc mơ.
Ngọc Dâu. Thank you dancer, cảm ơn Vũ Đăng Cô. Tặng cho chú Nam con nữa, chạy xuống đưa cho chú đó. Ôi, ủa chú... này tặng chú hả? Trời dạ. Ơi, ôi, chú giận rồi. Trời, em nhớ tuổi thơ em ghê luôn á. Hồi xưa nhỏ là lấy không phải là dán bằng keo đâu chị, lấy cơm dán. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, dễ thương quá, dễ thương quý vị. Vỗ tay lên. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ạ. Thì với cái tác phẩm bùng nổ như thế này, cô Đoan Trang, xin mời cô chia sẻ cảm xúc về tiết mục này của các con ạ. Cô không ngờ là hai bạn nhỏ xíu như vậy mà các con chủ động hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Các con làm chủ sân khấu một cách rất là tự tin và tự nhiên. Cho nên cái đó là cái tố chất ở bên trong của tụi con. Nội lực của tụi con rất là tốt. Trang phục tụi con cũng phối hợp cũng khá là hài hòa nè. Mỗi ngày cô càng tin vào cặp đôi của Ngọc Dầu và Văn Minh rất là nhiều. Luôn cố gắng nha các con. Chúc mừng các con. Dạ, cảm ơn cô. Tuần trước là coi như là được giải ấn tượng rồi đúng không? Cho nên là rất là vui, cho nên là có động lực để tuần này là biểu diễn mở màn rất là sôi nổi như thế. Cô Tố My, sở trường của mình là nhạc nhẹ, nhạc trữ tình. Thế không biết là với cái tác phẩm nhạc rock như thế này thì cô Tố My có khoái không? Khoái quá à, nãy giờ ngồi mà thiệt muốn lên nhảy với các con luôn á. Hướng cái đầm nhỉ em nói. Dễ thương quá. Phải nói rằng là hai bài này mix lại với nhau rất là hợp, quá hài hòa. Cô xin cảm ơn thầy Luân, thầy Biển rất là nhiều đã chọn hai bài này mix lại cho con, quá hợp lý. Và tụi con tuy nhỏ thôi mà xử lý phải nói rằng là như người lớn luôn. Cô khen bạn Ngọc Dầu hơn chút xíu. Vì là cô cảm thấy trong người, trong con á, nó có một cái nhịp rất là tốt. Con có cái nhạc cảm của con diễn xuất cũng như là con feel theo á, nó đã lắm. Bạn còn lại không phải là không phải là dở hơn đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà tại vì là mình ít giống như là mình ít năng động hơn bạn bên cạnh chút xíu thôi. Nhưng mà buổi sau á tụi con hát rock thì con quậy cho bằng bạn bạn nữ chút nha, thì nó sẽ cảm giác cái bài hát nó sẽ đã máu hơn nữa, máu hơn nữa nha. Yeah. Nhưng mà chung quy lại là một tiết mục rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Đồng thanh. Nhưng mà thật sự ra tụi con bù trừ cho nó cũng được, để làm sao cho cái thứ tốt nhất có thể đúng không? Nhưng mà đúng là về vũ đạo thì phải cần là phải hợp với nhau, hòa quyện với nhau nhiều hơn. Cho nên là tập thêm cho bạn nha, nếu như là mình chủ động được. Xin mời chú Hoa Nhật Nam ạ. Hai con hát bài này làm chú nhớ đến một kỷ niệm tổn thương cực kỳ trong tuổi thơ của chú. Chết rồi. Cái cuốn vở tập cũ, chú ngồi hì hụi với ông anh hàng xóm á, là cũng lấy cơm rồi trét tạo ra một cái con diều để mà giật bằng dây cước á, leo lên trên nóc nhà. Và con diều nó có rất nhiều những cái đuôi giống y như một nàng tiên luôn, thả lên bay một hồi ra xa rất khói. Sau đó chú bị người ta câu con diều đó, có nghĩa rằng là những cái đứa trẻ ở nhà hàng xóm bên cạnh á, người ta ném lên, cũng leo lên nóc nhà và ném, và sau đó câu con diều đó lấy mất con diều. Sau đó chú với những đứa trẻ hàng xóm chạy đi tìm mà cuối cùng mất luôn. Và đó là một kỷ niệm, cũng là một cái tuổi thơ rất là dữ dội. Và tối hôm đó về cũng ăn cơm không nổi nữa. Vậy là bài hát quá hợp luôn anh Nam ơi. Diều ơi diều bay cao bay đến phương nào. Đúng rồi. Dạ đúng. Nhưng mà hai con hát bài này rất là dễ thương, nhảy nhót tưng bừng. Và vừa hát vừa nhảy cũng rất là khó. Nhưng mà hai con á, Ngọc Dào và Văn Minh là rất thích. Hai bé này rất thích những cái bài mà tưng bừng như thế này. Còn hát mà nhẹ nhàng hay là dịu dàng là Ngọc Dầu không thích lắm, Văn Minh cũng không muốn lắm đâu. Cưng quá à. Rồi thì không gì hết, cái bài này chú rất là thích và chúc mừng hai con thêm một phần trình diễn rất là thành công. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Cảm ơn chú. Cảm ơn tụi con đã trao cho các cô chú ngày hôm nay những cái cánh diều tuổi thơ rất là đơn sơ thôi, làm bằng tay mà rất là đẹp. Nhưng bây giờ tụi chú sẽ trao lại cho tụi con. Hãy giữ những cái ký ức tuổi thơ này thật là đẹp nhá, và lan tỏa đến với những người bạn ở trong trường, trong lớp của mình nữa nha, để cùng chơi với nhau. Đồng ý không? Dạ. Rồi, và một lần nữa xin được chúc mừng cho cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dâu. Chú Nam không trả đâu vì đền lại cũng nhiều, hồi trước chú bị mất rồi. Dạ. Lui vô cháu nào, dễ thương quá. Ba bỏ tôi khi còn thơ.
Mẹ người xa tôi một ngày, một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy không còn ai. Ngôi nhà không tiếng cười vui, từng ngày qua đi vội vàng, một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy tôi mồ côi. Chắc là hay trời ơi. Những ngày tháng hồn nhiên đã trôi đi về nơi đâu, bao lời nói dịu êm vắng xa, trong lòng vẫn còn in khắc sâu mái nhà yêu dấu. Ơi vết thương bé thơ, từng đêm gió như lời ru thầm mơ ước như chuyện thần tiên có ba mẹ về, từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ. Đời em chưa biết phút yêu vui yêu thương ngọt lành, tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè, tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng thành, lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Người nhân dân thương xót em thơ tương lai mịt mờ, bàn tay anh cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con ở phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó, giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục
một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng, bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con, để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con, nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn, hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú Lâu Nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màn hòa trang chú còn nói với cô Đăng Trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin với ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Vịnh hát hay quá trời đấy. Mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết. Bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng. Và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đăng Trang là cô Đăng Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới. Cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á, chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con, đừng đi đâu hết. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được quyền nói đi ha. Cảm xúc như vậy đi. Chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh bị chị Đoan Trang là dấn thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Vịnh Quân Anh ở đây có một cái điều rất là đáng yêu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con 13. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh. Mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình, mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nó cũng bằng thừa, nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào hỗ tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Wow, buổi sáng đẹp trời quá đây. Bỗng nhiên mình muốn hát một bài quá. Đây khi ta nghe giai điệu nhẹ vang đâu đây, tay chân đung đưa theo từng nhịp đập mê say nhẹ bay, hồn ta chưa thêm phai ngát ngây. Các bạn ơi, đây là giờ ta giúp mình cho vui nha. Everybody, clap your hands, yo. Vâng đôi đây, tay chân đung đưa theo từng nhịp đập mê say nhẹ bay, hồn ta trôi thơm và ngất ngây. Cứ
chân trái cảm xúc tôi từng ngày vẫn chưa bay chưa bay dần cứ muốn cất gia đình có ở chỗ này mà sao mà sao mình chẳng dám cất tiếng hát thành công gặp bạn gặp bè vẫn xuôi gặp bạn xa bên đường tôi đọc hết tên của tụi này ra là tôi đói bụng quá. Tụi bay nha, tụi bay mà đứng trước cửa nhà tao đàn đớm ca hát ôm sờ một lần nữa là tụi bay biết tay tao nghe không vậy ta? Trời, mấy bạn, mấy bạn, con Tâm, con Tâm lại đây. Dạ mẹ. Sáng giờ mày đã làm việc nhà hết chưa mà đi ca hát ôm sờm vậy hả Tâm? Dạ con làm xong hết rồi. Nâu, kể tao nghe coi. Dạ, để con kể cho mẹ nghe nha. Nghe dễ, nghe dễ, nghe dễ. Cô Tắm dậy sớm lắm lắm, quét nhà thổi cơm, dọn dẹp đóng rơm, chăm hoa tưới nước, vừa cho tay sức dẫn chăm việc nhà. Thôi. Tao nghe mày nói mà tao mắc mệt vậy à. Lát nữa nghe, lát nữa mà tao đi kiểm tra thiếu một cái nào là mày biết tay tao nghe không? Dạ. Cám, Cám ơi. Dạ. Đây mẹ biểu nè. Nè, bây giờ mày với lại con Cám đi lấy cái rọ ra ngoài đồng bắt tôm, bắt cá để tối có cái mà ăn nghe không? Dạ. Các bạn ơi, cùng đi theo mình cho vui nha. Ok. Bỗng nhiên có giai điệu hay ghê ha. Ê, giữ giọng trẻ đi. Chúa, 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 chúa. Chúa, 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 chúa. Chúa, 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 chúa. Ngày xưa xưa là xưa, ở một nơi đồng bài ba mét. Ngày chỉ có hai chị em, nên đưa cha đặt ra tâm trạng tuyệt. Có thơ tâm đã mơ về nơi ông ta. Sẽ có ngày tâm thân mẹ tìm ra thật về nơi ấm bền. Xin con gia đình vô tâm không thương, thương thương thân phận nơi vô tâm. Vui chơi xa lạ rộng che la cả, không có tâm ai trời ơi con cá lừa tâm lấy hết cá tôm. Một mình cá mắc con chuyên công về nhà. Tâm ơi chưa lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Gặp mày là mày cứ ca với hát hoài vậy hả Tám? Đây tao kiểm tra coi.
Dạ mẹ. Mẹ ơi, coi của con trước nè. Ừ. Chua cha. Trời ơi, nhiều cá quá à. Con đúng là con cưng của mẹ mà. Mẹ, hôn con nè. Giữ cho mẹ nha. Dạ. Còn con tắm, dạ. Mẹ tập kiểm tra coi. Dạ này, của con đây mẹ. Nãy giờ mày ra đồng làm gì hả Tâm? Dạ, con bắt cá nha, con bắt siêu lắm. Rồi cá mày đâu? Ừ. Con này. Ừ. Nãy giờ mày ra đồng mày không bắt tôm cũng không bắt cá. Vậy mày ra đồng làm gì vậy hả Tâm? Trời ơi, mẹ ơi, nó ra đồng không chịu bắt cá đâu. Nó ra đồng nhanh, nó hát, xong nó nhảy, nó còn nằm ngủ nữa đó. Mày nha, mày quá đáng lắm mày nha. Mày, mẹ, để con đợi ngày này á hả, lâu lắm rồi. Mày ha, ra đồng mà không chịu bắt cá, mày đứng đó cứ hát nè, đánh cho hết hát luôn. Mẹ ơi, mình đi về thôi. Đi con. Ủa kì vậy ta, mình nhớ bắt nhiều lắm mà, đâu có bị lủng đâu. Ngày xưa sai là xưa, ở một nơi đông quê bát ngát, nhà kỳ có hai chị em nên được cha đặt bạc tắm cá. Trộm gì đâu. Ông là một hả? Ừ. Thôi, gì thay đổi tâm 180 rồi. Gạch áo. Rồi, kể đi. Kể. Kể. Nên. Không kể sao biết. Kể. Dạ. Là hồi nãy á. Ừ. Mẹ con á. Ừ. Kêu con với em cám mà động bắt cá. Ừ, rồi sao nữa? Con xiên lắm. Con xiên. Con bắt 50 con cá chép. Ừ. 50 con cá chê. Ừ. 60 con tôm. Ừ. Chống rợ mà đâu bớt được mà. 50 con cá chép. Dạ. 50 con cá chê. Dạ đúng rồi, không sai. 60 con tôm. Dạ cũng không sai. Trong cái rổ này hả? Dạ. Cái chua choa. Giống túi thần kỳ Doraemon quá chứ dạ. Hả? Dạ. Thôi được rồi, ta đã biết ai là hung thủ. Chính là cô Đoan Trang. Hả? Cô Đoan Trang lấy cá của con. Cô trả con đi cô. Mẹ con chờ đến nãy giờ luôn. Ê, về. Không phải. Ông kỳ quá à. Ủa? Vậy không lẽ người kế bên là chú Hoàng Nhật Nam? Chú trả con, mẹ con la. Chú. Không có. Không rồi. Không phải, về. Ông ngay hơn con á. Ủa vậy đâu cuộc hung thủ là ai? Chính là con cam. Là con cam. Chính nó đó. Ông dám con đi ông ơi. Bởi vậy ta biết con khổ, ta mới hiện ra đây để nghe con kể lể. Giờ ta nghe xong rồi, ta đi đây. Ai? Gì nữa? Mấy bạn kể á. Ừ. Một xuất hiện ra mà không giúp đỡ, không phải là một. Cái đó bạn có cãi thôi, còn ta mới lên trước. Vậy ông có phép. Rồi, thông minh rồi đó. Ông không giúp được con. Ừ. Mẹ ơi, nhà mình có khách con tuyển nha mẹ. Thôi được rồi, phép thì ta không có nhiều, nhưng lời khuyên thì ta có thừa. Ta sẽ cho con một lời khuyên chân thành nhất. Mưu dịch. Tâm mới trở là hạnh phúc sẽ đến với người thân thà. Yeah! Let's go. Oh.
Giám khảo thân mến, dường như đây là tiết mục kết của chương trình quá đẹp đúng không? Quay quá trời gọi luôn, có Cẩm Tú nè. Dạ đúng. Ngọc Nhi. Rồi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nữa. Trời, Ngọc Nhi hôm nay đạt quá. Thật sự luôn, đóng vai mẹ cáo xuất sắc. Vỗ tay cho hai thành viên đã quay trở lại hỗ trợ cho Văn Minh Ngọc Dầu, Thảo Nhi và Trâm Anh. Thêm chàng trai Anh Đức ở bên kia nữa. Quá trời đông các bạn nhỏ, Vũ Đoàn, Rồng Con. Đặc biệt, linh hồn của tiết mục này sẽ được giới thiệu TL Band. Và cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn bất đắc dĩ dàn ban giám khảo của tụi em. Mời ban giám khảo về dưới ha. Chúng ta sẽ ổn định tinh thần của mình tí xíu. Bộ đôi này thì luôn luôn mang lại nhiều sự hấp dẫn cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Ngày hôm nay Phương Vi cũng không ngoại lệ đúng không ạ? Thế nào ngoại lệ được. Nguyên một cái combo, là nguyên cái package rất là phải nói là quá là xuất sắc. Chúc mừng hai em. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cô Trang với chú Nam ngồi dưới này là bực bội lắm, vì là cứ bị hai đứa nó đem ra làm trò đùa. Rồi nó hết mình lấy cá nó, rồi đúng rồi, rồi xỉa sói cái này cái kia. Mặc dù mặc đồ rộng nhưng mà không có ăn cắp cá. Trừ điểm, trừ điểm. Không con, con không, đừng có chỉ giận à mà. Nhây ơi là nhây luôn á. Cô rất là nể tụi con, bởi vì tụi con phải cực khổ tập kịch rồi nhớ thoại đồ này kia ha. Khán giả có thấy vui không? Một cái tiếng rất là tài năng. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Đó, xong kiếm hợp bích. Mời chú Nam ạ. Cái không khí của tiết mục đem lại là rất là tươi vui. Và chú thích cái phần âm nhạc nữa, là cái phần mà hát cái bài Bóng Bóng Bang Bang, nhưng mà một dạng biến thể khác. Đúng rồi, tự sự rất là hơn, thông minh qua điệu thứ đó. Làm cho nó nghe qua một cái cảm giác khác. Cảm giác khác, một cái lời tự sự. Chú nghĩ rằng là hai con đã chọn một cái tiết mục đúng đắn, có nghĩa rằng là đã phô diễn được cái hồn nhiên tươi vui và rất là tinh nghịch của hai con, đóng dấu cái chữ ký của hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Một hấu tay cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Dạ con cảm ơn ạ.